Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần của một cái công cụ phím V mà chúng ta chưa nói, đó là cái phần mà group. Vậy thì để muốn làm được cái group đây thì thầy sẽ bắt đầu lại về một cái phiên bản, đó là tạo ra cái khổ giấy cho các bạn nhìn đã. Chúng ta hôm nay đi với một cái tốc độ là thần rùa tí nhỉ. Siêu chậm đấy nha. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ có những cái biểu tượng như là hình, hình tròn, hình vuông, hình tam giác hay hình gì đó tùy các bạn. Nhưng mà thầy sẽ có một cái controller, thầy sẽ có một cái ổ chứa, ổ nghe. Chúng ta chọn vào thư viện này. Trong phần thư viện này thì thầy sẽ chọn vào cái phần background của thầy. Thì thầy đã có được cái biểu tượng là đen trắng. Thì trong đây thì nó có các thể loại về những cái hình ảnh các bạn như này không ạ? Đấy, các bạn có thể chọn lựa những cái hình mà các bạn mong muốn nha. Rồi, thầy đi xung quanh một tí xem là quần cảnh nào nó tốt hơn không. Nếu không tốt hơn thì thôi, mình chọn cảnh này. Đấy, lá cây. Các bạn biết thấy lá cây là ở đâu không? Ra cái chỗ nhiều lá cây thì chụp lại thôi. Không có controller thì để tí sau nha. Tại vì thực ra là cái phần máy thì đây, cứ để ý đây là ghi đã. Bước đầu tiên này khi mà thầy làm thì thầy sẽ thực hiện một cái thao tác là cũng có thể là bắt đầu từ hình tròn hoặc có thể nó bắt đầu từ hình vuông, nhưng các bạn có thể chọn một cái biểu tượng là một cái hình vuông như này cũng được. Đây, các bạn có thể chọn vào hình vuông. Sau khi đã có hình vuông xong thì thầy vẽ một cái biểu tượng với một cái hình đơn giản nhai, và theo nguyên tắc là cứ có vùng chọn thì sẽ có một layer mới thôi. Con layer mới thì mình sẽ đổ màu bằng anten thì mình có được cái màu rồi. Thấy chưa? Rất đơn giản như này thôi. Sau khi đã làm xong thì sẽ giảm độ này xuống dưới, giữ phím man copy xuống, nhìn lên copy đó. Thầy sẽ ấn vào số 8. Biết số 8 là gì không ạ? Ok, opacity. Giữ xuống một tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái số 6. Giữ phím man kéo xuống nữa thì chúng ta sẽ có số 4. Bởi vì bạn yên tâm điều rằng cái này nó bắt điểm nên chúng ta kéo rất là ngàn. Và tất nhiên xuống đây là xuống 20 và kéo xuống đi nữa thì chúng ta sẽ có một cái 10. Và xuống nữa thì chúng ta sẽ có một cái tên là 5. Đoạn này phải tự đánh nha, không phải không đánh được thông số đâu. Thì đây rất là mờ. Và sau khi đã làm xong được tiêu chí đấy thì thầy sẽ chọn vào vị trí 1 đến vị trí cuối cùng luôn. Và thầy giữ phím man mà kéo theo chữ xô lệch nhìn này. Cái đậm này thầy sẽ xuống một độ. Hiểu không? Giữ phím man thầy xuống một độ tiếp theo. Yên tâm là chính xác, nó chuyển độ mà. Để muốn tạo chuyển độ trong thiết kế thì người ta sẽ dùng kiểu này đấy em. Nhìn nhá. Cũng tương tự như vậy, thầy lại lên một độ. Lên một độ tiếp theo. Và cuối rồi cũng lên một độ cuối cùng. Đó. Sau khi đã làm xong được tổng quan là cái sự chuyển độ đó rồi thì thầy đã chuột phải chọn vào đối tượng và giữ phím man copy ra phiên bản thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, mình cứ làm như bình thường thôi. Đấy, copy như bình thường. Sau đó chuột phải chọn cái này và lại copy sang bên này. Đấy, bài 1 mà chúng ta mà vẫn chưa làm được cái này thì thực sự là hơi bị vất vả đấy nha, kéo xuống. Thế thầy đã làm xong. Sau khi làm xong thầy chọn được cái đầu tiên đến cái cuối cùng luôn. Các bạn sẽ chọn được cái đầu tiên đến cái cuối cùng, nhìn thế này chưa? Và thầy sẽ phải dùng một tiêu chí là ấn vào Ctrl T thu nhỏ lại để cái chiều ngang nó bằng so với bên trái bên phải bằng nhau. Đấy, thế thôi. Đấy, chúng ta sẽ có được cái hình. Và tất nhiên là phóng to ra thì nó sẽ không bị khe thiết như là chúng ta vừa nhìn đấy, nhìn thấy dài chưa? Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng này xong và chọn được nó thì sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G, là group nó trở thành một đối tượng thôi. Và người ta có thể tách ra bằng Ctrl Shift G, nó khác với Ctrl E nhé. Ctrl E là ép hai đối tượng này thành một thì bạn không có tách được. Nhưng Ctrl G thì bạn vẫn có thể chui vào, bạn điều chỉnh vị trí rồi độ opacity khác nhau được. Đấy là chỉ khác nhau cái đấy thôi. Và thường thường thầy dùng cái này nha. Còn có những trường hợp mà thực sự là cần phải ép lại thì thầy sẽ chơi trò ép thôi. Hiểu cái đấy chưa đã? Để cho các file thiết kế chúng ta nhẹ hơn. Ctrl G. Nhìn Ctrl G nha, chỉ có một layer thôi. Chuyển sang máy khác. Ok.
sau khi đã làm xong được biểu tượng này rồi thì ấn vào Ctrl T và thầy sẽ có thể là thu nhỏ, có thể phóng to một cái biểu tượng nó như thế này để cho nó có thể nó sẽ ổn hơn đấy. Ví dụ như này mình có thể tạo ra một cái background nó hơi ngẫu hứng đấy, các em nhìn này chưa. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì thầy sẽ ấn vào đối tượng của chúng ta, ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy sang cái file thiết kế của chúng ta, thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl V. Nhìn thấy chưa? Với cái Ctrl V như này thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta cho một cảnh chui vào một khung thì nó sẽ ăn theo sắc độ của cái khung đó. Nhưng các bạn có thấy ở dưới của chúng ta là một group không ạ? Mà group của chúng ta rất nhiều ô vuông thì có các sắc độ khác nhau, thì cái này nó cũng được hiển thị như vậy luôn. Ctrl G và chúng ta được quyền là xoay đối tượng tùy thích nha chúng ta, và chúng ta có thể phóng to đối tượng ra để làm sao nó tràn được cái màn hình của các bạn. Các bạn nhìn này chưa, thấy nhá, tùy thuộc theo cách thức nhá. Đây cũng là một cái cách thôi, còn là bình thường thì chúng ta có thể để nguyên cái này lại và chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to ra, hoặc có thể là copy cái miếng này thành hai, giữ phím Alt copy sang trái. Sau khi copy sang trái xong nó bị cái khe chỗ này này, các bạn nhìn thấy chưa, thì chúng ta sẽ dịch chuyển vào bên tay phải Ctrl T và đảo ngược bằng chuột phải chọn vào horizon là lật đối tượng theo trục tầm dọc, thì các bạn sẽ thấy là hai cảnh nó khít vào nhau đấy. Rồi sau khi làm xong thì tôi sẽ ép cả hai thành một bằng Ctrl E đấy, xong ảnh của chúng ta chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy cái nền trắng chưa? Sau khi đã có nền trắng xong thì thầy sẽ đi kiếm một cái background khác là Ctrl O. Và thầy sẽ chọn lên background và chọn vào phần color, kéo xuống. Ở đây thì nó có rất nhiều loại màu, các bạn có thể chọn một cái màu đậm nào đó cũng được. Đây, ví dụ nha. Cũng có thể là thầy sẽ lấy tông màu xanh lên Ctrl O, chọn một có một cái tông màu xanh lá cây. À, nhìn này chưa, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, Ctrl V kết là tắt đi. Sang cái background thì thầy chọn hướng dưới, bởi vì thực ra là hôm nay thầy nói cho cái group này rồi, các bạn chỉ việc Ctrl G là xong thôi. Ctrl V nhìn không ạ, và Ctrl T thì bắt đầu chúng ta sẽ đảo chiều, chúng ta thu nhỏ đã, chúng ta có thể xoay nhẹ đúng không ạ. Đấy, đây chỉ là cái cách thức mà để chúng ta đặt vào thôi. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đây cũng chỉ là một cách làm cho một cái ảnh chúng ta chìm vào nền theo cái opacity, theo cái điều mà chúng ta mong muốn thôi, nhìn không ạ? Tiếp theo vậy thì thấy cái phần này em muốn có thể là nó sáng ở phần phía trên được không? Thì bạn nhìn này, tôi sẽ dùng công cụ M, tôi quét qua đây, phần phía trên. Nhìn quét qua phần phía trên chưa? Nếu thầy dùng lệnh là Ctrl Z trên cái lớp background này thì các bạn có đồng ý với đây là thầy sẽ tạo ra một cái miếng như này không ạ? V. Có nhìn cái miếng này không ạ? Vào đi. Nhưng trong trường hợp này các bạn biết cách làm mềm vùng chọn chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ ghi là cách làm mềm vùng chọn. Các bạn ghi đi. Để muốn làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, đây thầy sẽ đi lý thuyết trước cho các bạn nhìn này. M quét vào đây. Nhìn này chưa? Lập ra một layer mới và đổ màu trước nhá. Nhìn dễ này. Có layer mới rồi, có vùng chọn mới rồi, có màu trắng rồi và mọi thứ rất bình thường. Nhìn thấy không ạ? Trên này đổ màu bằng and đen. Thì các bạn có thấy là đổ màu ra màu trắng không ạ? Nhìn này chưa? Bây giờ thầy xóa đi. Thầy lập ra một layer mới, thầy lại vẽ một cái vùng tròn. Vẫn là cái vùng đó. Nhưng lúc này thầy sẽ làm mềm nó đi bằng cách là chọn vào Select, chọn vào Modify và chọn vào Shift F6 là độ Feather. Độ Feather là độ làm mềm vùng chọn. Độ làm mềm của vùng chọn. Sau khi phân tích vào đây xong thì các bạn sẽ có cái thông số nó phù hợp. Ví dụ như bạn có thể để đấy 50, 60, 70, hoặc là các bạn có thể chọn 30. Thì lúc này tôi sẽ lấy 50 cho các bạn nhé. Thì ấn 50 này, nhìn để ý này. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái góc của cái hình vuông đấy nó tự nhiên nó thành vo vo này không ạ?
nó đang báo hiệu cho bạn biết rằng là cái vùng chọn của chúng ta nó đã thay đổi và nó không còn sắc nét nữa. Tôi đổi màu bằng anden nhá, anden này. Thì các bạn có thấy là cái đổi màu của tôi này lúc này nó bị sao hả? Cái viền nó có cứng được không ạ? Nó bị nhòe. Rồi tiếp theo. Bây giờ thầy sẽ cho cái background lên trên cùng để cho mọi người nhìn nhá. Nếu thầy dùng một cái vùng chọn bình thường như này, thầy biết đây, thầy ấn nút đen lên đen thì có vẻ nó bị xóa thủng nhỉ? Đây background đây xóa thủng không? Rồi. Nhưng bây giờ nếu mà thầy vẽ một cái vùng này, thầy làm mềm trước sau chứ trước khi xóa sao? Select chọn vào Modify và chọn vào Shift F6, thầy sẽ chọn vào 50 như này đúng không? Làm mềm chưa? Thầy xóa thì có phải là nó sẽ mềm mềm như này không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok. Nhưng 50 vẫn thấy vậy, bây giờ thầy sẽ quét qua phần cả cái phần dưới của cái ảnh này. Thầy dùng công cụ Shift F6. Thầy đặt là khoảng 150 được không ạ? 150 thì cái độ làm mềm lớn hơn là 50 đúng không? Bây giờ thầy xóa thì các bạn có thấy nó sẽ chuyển lên vào nền không? Có phải là cái miếng ảnh trên nó sẽ chuyển lên vào nền không ạ? Ok, xóa lần thứ hai có chuyển êm thêm không ạ? Xóa lần thứ ba ấn đen lên đen, cấn lên đen là tự xóa thôi. Hiểu cách làm chưa đã? Rồi, bây giờ thì mình sinh ra cái trò tiếp theo. Nào, bây giờ thầy sẽ cho cái này xuống dưới cái đối tượng ảnh của chúng ta bằng cách là Ctrl Shift của tay trái xuống dưới cái này chưa? Bây giờ thầy sẽ chơi một trò là thầy sẽ quét qua một cái đối tượng ở phần phía trên. Như này nhá. Nếu thầy dùng công cụ Shift F6. Shift F6. Thì có phải nó tạo ra một cái độ làm mềm vùng chọn vừa rồi thầy vừa làm không ạ? Thì có phải nếu mà bây giờ thầy ấn vào Ctrl Z thì có phải nhân bản cái background này. Cái background thầy sẽ nhân bản lên nhưng mà nhân bản theo độ làm mềm không? Xóa thì xóa theo độ cứng vừa rồi nhá. Xóa theo độ làm mềm rồi nhá thì bây giờ nhân bản cũng theo làm mềm luôn. Làm mềm là nhân bản sẽ là chuyển êm vào cái nền dưới. Nếu mà nhân này thì các bạn sẽ không bao giờ phát hiện được ra bởi vì lý do là đây cái hình đây. Con nhìn hình này chưa? Thì hình này nó chỉ có đoạn nhân bản này thì nhưng mà nó chuyển êm này, nhìn chuyển êm chưa? Sau khi làm xong này, chúng ta dùng một cái thao tác làm cho đối tượng sáng ảnh lên bằng cách sổ cái nom này xuống và chọn vào biểu tượng làm sáng ảnh. Con nhìn thấy chỗ này sáng ảnh chưa? Chỗ này tối ảnh. Nhá, có hai cách. Multi là làm đậm màu thì bạn sẽ nhìn thấy chỗ này tối hơn và chỗ này sáng hơn. Đấy, thực ra là cuối cùng mình chỉ tạo ra một cái tiêu chí, một cái nền background của chúng ta nó phân biệt ra hai phần thôi. Phần thứ nhất là ở dưới thì nó sẽ sáng, ở trên thì nó sẽ là đậm màu. Nhìn nhá. Bản chất nhá, tắt bỏ cái này đi. Đây có hai phần, phần 1 nhá. Phần 1 của tôi là cái này thì tôi kéo cho bạn xem. Nhìn thấy không ạ? Đây. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại cái này rất là nhiều lần. Ví dụ nếu cái hình này của thầy ở dưới này nền background màu trắng, thầy quét qua từ đây đến đây, thầy xóa như này thì nó cứng đúng không? Nhưng thầy làm mềm bằng Shift F6 trước khi xóa thì có phải xóa như này thì có phải nó mềm dần không? Nộ nền trắng chưa? Rồi tiếp theo. Vậy thì bây giờ cũng là Shift 6, thầy ấn vào Ctrl Z thì có phải nó sinh ra cái miếng mềm mềm như này không? Ctrl Z nhân bản mà, và chỉ nhân bản trong vùng chọn thôi nhá. Xóa này, nhân bản này đều áp dụng từ vùng chọn làm mềm đúng không? Rồi vậy thì trong cái tính năng của thằng Photoshop nó có tính năng là hòa trộn, thì cái hòa trộn Lumen là hòa trộn bình thường, hòa trộn thứ hai là Multi là làm đậm màu. Còn nhớ cái bài mà sàn gỗ hôm trước không ạ? Còn nhớ cái sàn gỗ đang từ bình thường này xuống đậm chưa? Thì đây thầy cũng chọn ở đây phát thì tự khắc cái nền này nó đậm lên, có đúng không? Nền đậm chưa? Và sau khi có nền đậm lên thì thầy chỉ cần bật cái group lên một cái và bật cái ảnh lên thì có phải nó sẽ cái phần phía trên nó sẽ đậm màu không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong được một cái background tốt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai là chúng ta sẽ kiếm một cái mỹ phẩm để chúng ta cắt và đưa vào hình cho nó đẹp hơn, căn cho nó. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào mỹ phẩm. Và trong phần mỹ phẩm thì nó có rất nhiều những hình ảnh mà các bạn có thể lựa chọn, có thể tông xanh, tông đỏ, tông vàng, tông tím. Đấy, chúng ta sẽ ngồi, hôm nay chúng ta sẽ học về pen mà. Chúng ta sẽ pen cắt hình. Chúng ta sẽ lăn chuột. Đây, những cái sản phẩm như này thì chúng ta có thể đưa vào. Bài này nó sẽ liên quan đến kỹ thuật nên là các bạn sẽ nhìn qua và bắt đầu chúng ta sẽ làm cho nó tốt hơn.
không có cái thông nào màu xanh cả. Rồi bách lên cho vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái sản phẩm này của thầy không ạ? À, lúc này chúng ta sẽ chọn một cái phương án là một cái hình mocha, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái mocha thứ hai là cái này nha. Nhìn thấy cái tuyếp này chưa? Chúng ta sẽ chọn tuyếp xong chúng ta đặt vào cái này, có ba cái. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn cái đầu tiên. Mọi người nhìn thấy cái này không ạ? Để muốn cắt được một đối tượng từ một cái sản phẩm mocha ra thì các bạn sẽ sử dụng công cụ pen giúp tôi. Các bạn có thể ghi pen trong Photoshop có tính năng đồ hình, có tính năng đồ hình, có tính năng đồ hình để cắt cái hình đó ra khỏi cái nền ảnh của các bạn, để cắt hình đó ra khỏi cái nền ảnh của các bạn. Mọi người cứ nhìn thấy là chúng ta có cái nền trắng không ạ, thì chúng ta cắt bỏ cái nền đi. À, chúng ta có thể cắt cái người ra khỏi cái nền, cắt ra cái túi xách ra khỏi cái nền đây. Lúc này tôi sẽ chọn một giải pháp như sau, là tôi chọn một cái điểm đầu tiên là cái này, thì tôi chọn là pen. Pen được ký hiệu là chữ P, nhìn đúng không ạ? Tôi tích đây một điểm. Trong quy trình khi tôi tích đây điểm thì tôi sẽ chọn điểm thứ hai từ đây đến đây, thì tôi sẽ cần tích và kéo theo chiều của đường cong. Chiều này là chiều của đường cong này. Nhìn đây, chiều này chiều của đường cong, nhìn chưa? Và tôi sẽ chọn là pen dạng phát. Pen là phải chọn dạng phát nhá. Tôi tích vào đây một điểm. Điểm thứ hai tôi tích vào điểm này và tôi kéo theo chiều đường cong, bởi vì cái vật thể này là vật thể rất đơn giản, tôi kéo theo chiều đường cong. Mọi người có nhìn này không ạ? Rồi. Sau khi làm xong thì nó sẽ sinh hai cái cánh tay đòn cho các bạn, là cánh tay đòn đằng trước và cánh tay đòn đằng sau, thì bạn sẽ cắt cái cánh tay đòn đằng trước đi bằng giữ phím man. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ tích lên đây. Đường thẳng mà chúng ta sẽ làm rất là đơn giản thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta tích sang đây. Giữ shift là nó sẽ trở thành đường thẳng. Tích vào đây. Kéo theo chiều đường cong. Giữ phím man, cắt cánh tay đòn và kéo xuống dưới. Đây. Tiếp theo sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào điểm cuối cùng và tôi cũng bẻ theo chiều của đường cong. Các bạn sẽ kéo chuột nhiều lên đây. Trong quy trình khi kéo nhà kéo hết cỡ rồi mà chúng ta không kéo được cái này nữa thì chúng ta sẽ sử dụng phím Ctrl tích vào điểm này và cầm cánh tay đòn kéo cái này thì nó sẽ tiện hơn nhá. Được chưa? Ok. Cái phần này nẹ một tí thì tôi sẽ bỏ qua. Sau khi làm xong chúng ta muốn biến cái đường pen trở thành vùng tròn, chúng ta ấn vào Ctrl Enter. Ấn Ctrl Enter là biến pen trở thành vùng tròn. À, chúng ta sẽ có thời gian là một vài năm nên là tôi cũng không cần phải vội vàng gì với các bạn cả. Nhưng đối với những khóa mà ví dụ như khóa mà gọi là ngắn hạn ấy, thì thỉnh thoảng thầy có dạy ấy, thì này thầy phải đi nhanh hơn. Các bạn hiểu không? Và người ta không có thời gian để mà ngấm. Còn các bạn có thời gian ngấm thì chúng ta cứ đi làm sao cho chắc nhất và tốt nhất, chứ không cần phải vội vàng làm gì cả. Nào, chúng ta vậy thì các bạn có thấy là có vùng chọn thì thầy sẽ ấn vào Ctrl Z thì có phải nhân bản đối tượng này trong vùng chọn không? Nhìn chưa? Rồi Ctrl Z nhá. Thì các bạn có thấy là tôi đã cắt cái hình này ra khỏi cái nền chưa? Đấy, nền xong rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là chuột phải vào đối tượng đó và đưa nó sang cái vùng mà chúng ta mong muốn, đó là vùng màu tím. Như thế này không ạ? Sau khi đã làm xong đây, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Ok, thu nhỏ tầm này được chưa? Cứ để đấy đã. Một thằng. Rồi tiếp theo, cái thằng này vứt đi, tôi bỏ qua. Tôi lại đến đây phần thứ hai, tôi đồ hình tiếp. Đấy, các bạn sẽ phải đi qua rất là nhiều những cái sắc thái. Đây, tôi sẽ chọn một cái hình thứ hai này này. Để muốn đồ được một cái hình này thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta lại phải phóng to, lại dùng công cụ pen à, tích vào điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, chọn vào đây à, được cơ. Cắt theo chiều đường cong. Giữ phím man, cắt cánh tay đòn, đoạn này thẳng, tiếp vào đây. Đối với một đường cong như này thì các bạn sẽ chọn vào điểm này luôn và kéo đây. Kéo đây mà đôi lúc mà chúng ta không đẩy lên trên được thì giữ phím Ctrl lại kéo cái này xuống dưới. Thấy chưa? Rồi, giữ phím man tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm tại vì cái này đường thẳng rồi. Trong quy trình khi đồ mà không nhìn được thì các bạn có thể được quyền ấn vào Ctrl cộng để phóng to khu vực nó lên để ấn một cách chính xác hơn.
sau đó được căn chân trừ thu nhỏ lại kéo theo chiều đường cong, cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ vẽ cong theo chiều đường cong, chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong. Rồi, tiếp theo chọn vào đây. Đấy, trong quy trình khi đồ thì thầy có thể hơi nẹm vào một tí, không vấn đề nữa, người ta cũng không giờ phát hiện được. Nhưng riêng mặt, chân dung thì tôi tuyệt đối, các bạn nhớ nha, phải đồ chính xác nha. Không mặt người ta méo, chồng biết ngay. Nhưng cái chai này nẹm một tí thì hơi bị khó viết, biết rồi. Đây, các bạn nhìn nè, hơi nẹm tẹo. Rồi, xong. Sợi tóc thì tính sau, bởi vì bài đấy liên quan đến mặt nạ, liên quan đến là vùng màu các kiểu cả. Cái bài đấy thì thầy có thời gian thì thầy sẽ dạy các bạn, không vấn đề. Tiếp theo, kéo vào đây. Hiện tại bây giờ mình sẽ đi từng bước, là chúng ta sẽ đi từ giá trị đơn giản, sau đó thì tạo ra những cái bản thiết kế thật sự và là ứng dụng. Bởi vì đầu tiên là chúng ta phải làm nghề trước đã, còn những cái cắt tóc thì vẫn có thể làm được như bình thường, không vấn đề. Nhưng không phải cái nào thầy cũng đè ra một cắt tóc. Nào, sau khi làm xong thì ấn vào Ctrl Enter, nhìn thấy chưa? Lại ấn vào Ctrl Z thì có phải là tôi có được hình này không ạ? Và sau khi có hình này xong thì tôi lại đưa tiếp để xem một sản phẩm nữa. Sản phẩm tôi đã có sản phẩm số 2. Rồi tiếp theo Ctrl O, các bạn sẽ có một cái sản phẩm số 3. Các bạn có thể chọn một cái hình số 3 là cái hình tuyết hoặc là cái này được không ạ? Nó có 3 cái, bạn có thể chọn một cái này. Cái này cắt rồi, mình phải cắt lại. Mình phải chọn đúng là cái mà mình phải làm cơ, chứ còn đây cái này. Đấy, thấy chưa? Nhìn đúng không ạ? Cái này thì tôi lại cũng đồ như bình thường cho các bạn nhé. Này nhìn này, tôi sẽ chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Đấy, đoạn đường thẳng này tôi sẽ phải tích này. Đoạn này đường cong thì giữ shift tôi kéo chiều này lên đây được cái này. Rồi ok. Tiếp theo giữ shift tích vào đây là đường thẳng. Cầm này kéo theo chiều của đường cong. Giữ shift. Rồi, tiếp theo. Kéo hết cỡ lên đây, kéo hết cỡ lên đây. Rồi. Nó bị dài luôn. Ồ, hóa ra cái này có thẳng đâu. Cái này nó cong đấy các bạn ạ. Như này chưa? Rồi, vậy thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ vẽ cong theo vào chiều nha. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ phóng to. Tôi sẽ kéo theo chiều của đường cong. Giữ phím Ctrl kéo vào đây. Rồi, đoạn này thì thoải mái ra ngoài đi. Bởi vì đoạn đấy đoạn sắt mép mà, đúng không? Rồi tiếp theo, kéo theo chiều đường cong. Giữ phím Ctrl để bẻ cong lên thì nó cho sát hơn. Rồi ok, tiếp tục kéo lên trên một tí nữa, chọn vào đây. Giữ phím Ctrl bẻ cong vào trong. Ok, phóng to. Và lúc này chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta đã có được cái biểu tượng rồi. Rồi, tích vào đây. Giữ shift tích vào đây. Và cuối cùng thì các bạn sẽ dứt lại. Xong. Ctrl Enter và lại Ctrl Z. Các bạn có thấy là tôi có được hình này không ạ? Lại đưa sang thiết kế. Bởi vì cái bộ ba như này là tôi thấy là cũng ổn lắm rồi. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng cho lên trên tất cả này. Hình này tôi cũng cho lên trên tất cả này. Ctrl Shift vào phương tay phải này. Hình này tôi cũng cho lên trên tất cả. Ctrl Shift. Nhìn không? Chuột phải vào biểu tượng và bắt đầu thực hiện thao tác là ấn vào Ctrl T. Một cái bản thiết kế thì tôi sẽ để một cái mỹ phẩm, nó sẽ đi tầm này. Ok, to to tầm này được chưa? Cái tip này tầm này. Cái biên bản thứ hai của các bạn là tôi sẽ chọn vào cái hình này, tôi cho lên trên tất cả. Và tôi sẽ đặt lệch thêm một tí và tôi ấn vào Ctrl T để cái nọ này nó xuống dưới nha. Có thể đặt bên cạnh. Tiếp theo chuột phải tôi sẽ chọn vào đây, tôi cho lên trên tất cả và cái hình này nó sẽ đặt ra bên ngoài. Ctrl T và chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Đây là bộ 3 mà các bạn có thể lựa chọn, không thì người ta cũng sẽ có một cái cách là đặt cái nọ này lên trên đây có được không? Ví dụ cái này tôi đặt lên trên đây được không? Ví dụ như thế. Nha, có nghĩa là đặt làm sao để người ta có cảm giác này trông nó đỡ là được rồi, ok. Vậy thì trong trường hợp mà tôi đặt như này thì cũng là một cách. Và bắt đầu sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta phải xử lý này, nhìn này. Đối với cái mà nọ như này mà tôi muốn cho nó bắt sáng hơn, cho nó đẹp hơn
Thì tôi sẽ chơi một trò như sau. Các bạn nhìn nhá, cái mô tre đặt như này, sáng này tôi sẽ cho sáng này. Các bạn sẽ chọn vào công cụ pen cho tôi, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm. Nhìn chỗ này chưa? Bẻ cong này, đoạn này là xử lý cho hình có khối này, cho nó đẹp lên này, tích vào đây. Tôi bẻ cong lên đây. Tôi hỏi bạn nhé, tôi ấn vào Ctrl Enter. Thì có phải lúc này nếu mà tôi ấn vào Ctrl Z thì có phải tôi kéo ra một cái miếng mà nó miếng cứng nhà không? Nhưng bây giờ trước khi Ctrl Z tôi làm mềm vùng chọn trước. Đúng không ạ? Thì có phải tôi kéo là nó có độ nhuyễn không? Ok, tôi ấn vào Shift F6. Làm mềm vùng chọn tôi đặt khoảng 30 thôi. Nhìn 30 chưa? Tôi ấn Ctrl Z cho bạn xem nhé, Ctrl Z này. Thì bây giờ tôi kéo ra cho bạn xem này nhỉ? Có phải nó hơi mờ mờ như này không? Với cái mờ như này thì trong cái phiên bản layer của chúng ta nó có tính năng là làm sáng ảnh. Tính năng này rất tốt luôn. Các bạn nhìn này, tôi chọn vào đây làm sáng ảnh này. Các bạn có thấy nào? Bạn nhìn này trước và sau này. À vậy thì tôi đã tăng được cái sáng cho cái thiết kế tôi rồi đấy. Đấy thì cái chai của bạn nó mới đẹp lên được. Hiểu không đã? Rồi tiếp theo. À, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý lên công đoạn tiếp theo là cái hình của chúng ta cần phải có một cái bóng, nên là tôi sẽ chuột phải vào cái hình này, nhìn nhá, Ctrl Z. Ctrl Z là nhân bản và tôi thực hiện thao tác là Ctrl T được kéo từ trên xuống dưới. À, nhưng mà cái mà khi mà chúng ta Ctrl Z này thì cái đường cung tròn này của chúng ta đang gặp vấn đề bởi vì chúng ta làm không có chuẩn. Nhìn không ạ? Nên là bây giờ làm nào để cái này nó cua theo đúng được cái hình này. Thì người ta sẽ dùng một cái biện pháp là cách gọi là bẻ cong đối tượng bằng cú phép quát. Đó là chọn vào Edit và chúng ta chọn vào cú phép quát. Nhìn không ạ? Pen thì chúng ta cắt hình xong rồi nhưng mà nó lại gặp một cái trường hợp là thầy ơi nhưng mà nó lại không cong, cái bóng của chúng ta hơi bị điêu. Đây bóng của chúng ta điêu là nó chính là cái này anh em, Tensono. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái tên gọi là làm bóng rất là điêu ở đây. Đây là nha, đây này. Bóng đổ như này là bóng không có đúng. Nhìn đi chưa? Nhìn cái này không ạ? Cái này đánh nhận nó phải cua tròn lên đến đây cơ thì mới là đúng được. Nhưng cái này nó không làm được điều đó. Thôi ok thì tôi đã tính xong. Tôi sẽ đi đến đây đã. Nhìn này. Chúng ta sẽ chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Perfect Warp. Perfect Warp là một trong những tính năng tạo ra các đầu điểm chốt. Và sau đó chúng ta sẽ bẻ cong đối tượng. Sau đó chúng ta mới làm nhòe. Nào các bạn nhìn vào đây, sau khi ấn vào full face warp xong à, các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều điểm lưới. Nhìn thấy nhiều điểm lưới chưa? Rồi phóng to. Lúc này thầy sẽ chọn vào cái công cụ full face warp, thầy chốt đây một điểm. Sau đó thầy sẽ chốt hai cái điểm này, được chưa? Sau đó thì thầy sẽ chốt thêm cái điểm dưới này nữa. Rồi thầy chốt điểm này là điểm chốt. Và thầy sẽ chốt điểm giữa nữa để nó cho nó cong đều, nó đẹp hơn. Và cũng tương tự như vậy chốt điểm này. Được chưa? Nhìn cái điểm chốt chưa? Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và thầy chọn một điểm chốt dưới cùng nữa để giữ nguyên định vị, khi mà thầy kéo lên thì nó không bị sồi sang trái sang phải. Sau khi chốt xong bạn cầm điểm này kéo lên trên giúp tôi. Và cũng tương tự như vậy thầy sẽ chọn vào điểm này lên đây. Cái điểm này tôi sẽ chọn xuống đây. Ok. À, cũng tương tự như vậy tôi sẽ đẩy lên đây một tí và tôi lại cầm điểm này tôi kéo lên đây một tí nữa. Nó hơi điêu nhưng mà thực ra là mình làm được. Đúng không ạ? Rồi điểm chốt này chúng ta sẽ đẩy lên đây một tí nữa là được rồi. Đấy, bạn làm thật là kỹ cho tôi nhá. Sau khi làm xong cái này nó hơi nghe ra ngoài đấy thì tôi chốt điểm này và tôi cầm điểm này tôi kéo vào trong. Ok, tôi chốt được điểm này, tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ kéo vào trong. Đó, nói chung là Photoshop thì cái gì nó cũng làm được. Và sau khi làm xong Enter thì các bạn sẽ thấy là cái hình của tôi là bắt đầu đã uốn rồi. Cũng tương đối là khá tốt rồi. Nhìn đúng không? Lúc này chúng ta mới thực hiện một thao tác đó là gì? Cho nó xuống dưới một layer, là xuống dưới cái layer này. Chúng ta sẽ đẩy lên trên một tí. Thấy chưa? Nhìn đây bẻ cong này chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì dùng công cụ M quét qua phần phía dưới. Nhìn quét qua phần phía dưới chưa? Dùng công cụ Shift F6 là làm mềm vùng chọn, sau khi vẽ tôi đặt là 30 và tôi xóa đi thì các bạn có thấy là cái hình của tôi nó sẽ xóa được nhẹ không ạ? Nhìn này chưa?
Nhưng xoáng như này thì trông nó cũng không được mềm lắm. Tôi lại dùng ship F6 lần thứ hai, tôi đặt lên lên khoảng 70, 70 được gấp đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa, bạn thấy không, xóa dần này. Ok, thì cái bóng đổ chúng ta bắt đầu đã thấy hợp lý hơn rồi. Rồi, xong cái bóng đổ. Bây giờ sau khi đã có bóng đổ số 1 rồi thì tôi cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lần thứ hai và tôi ấn vào Ctrl T và kéo từ trên xuống dưới. Đúng không ạ? Với cái này thì tôi ấn Enter và tôi chọn vào một cái là Edit và chọn vào Full Crop. Tôi chốt vào điểm số 1. Tôi chọn vào điểm số 2, tôi chọn vào điểm số 3 và tất nhiên tôi chọn vào điểm số 4. Và cái điểm này thì tôi chỉ cần cầm này tôi kéo lên trên. Điểm này tôi sẽ cầm này kéo lên trên. Ok. Sau khi làm xong tôi cho xuống dưới một layer và cũng tương tự như vậy, dùng công cụ M quét vào phần phía dưới, dùng công cụ Shift F6 70 và xóa đi. À, thế là tôi đã có bóng đổ thứ hai. Ok. Để muốn làm ra một sản phẩm kiếm được tiền thì chúng ta phải làm từng tí một chứ không thể qua loa được. Chuột phải tiếp theo với cái hình này thứ ba và cũng tương tự như vậy, tôi lại ấn vào Ctrl Z tiếp và lại Ctrl T, bởi vì cái nắp này thì nó đơn giản rồi, nó bằng phẳng rồi nên là dễ nhất là những cái thể loại mà nằm ngang như này. Có gì đâu ạ, Ctrl T cho nó dài hơn. Đây, mỗi một bài thì thầy cũng đã chia sẻ cho bạn những cái kỹ thuật rồi những cái bố cục, sau đó để các bạn sẽ làm thiết kế cho thầy một cách đúng nghĩa thôi. Xong chưa? M chúng ta quét qua vùng ở dưới và Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và xóa đi. À, được không ạ? Nhìn này chưa? Ok. Sau khi đã được cái này xong, chúng ta sẽ ấn vào số 5 để cho nó mờ đi, thì chúng ta đã có bóng đổ của đối tượng rồi. Nhưng đối tượng này của chúng ta đặt trên nền không có chắc, bắt buộc phải xử lý thêm một công đoạn là giữa những cái chân này nó phải có một cái độ đậm nhất định. Ví dụ em đặt một cái điện thoại, em đặt một cái đối tượng nào đó trên một cái nền thì bao giờ bóng của đối tượng này trên cái nền đó nó phải là một cái độ đậm và chắc chắn mình phải tạo ra bằng nó. Đây, lúc này thì chúng ta xử lý đến mặt kỹ thuật thôi. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ vùng chọn Ellipse, chúng ta sẽ vẽ từ đây cho đến đây. À, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không? Nào, lập ra một layer mới, có vùng chọn sẽ có layer mới. Shift F6 là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Tôi đặt dưới tầm khoảng 20-30 thôi. Thế giờ 20 còn không được luôn này, bởi vì là cái làm mềm nó to hơn so với vùng chọn. Vùng chọn này thầy đang bé. Shift F6 lần thứ hai đặt 10 được không? 5 thôi. Shift F6 số 8-7 đi. Thấy chưa? Bắt đầu đổ màu này, y ngắn. Thầy sẽ chọn đúng cái màu bên ngoài. Nhìn màu bên ngoài chưa? Thầy có layer mới rồi. Nhìn layer mới chưa? Đổ màu thôi bởi vì nó phải tách biệt. Và sau khi đổ màu xong thì thầy kéo lên cho các bạn xem đây. Nhìn lên nhòe nhòe chưa? Và cái bóng này để muốn tăng lên độ đậm người ta dùng cái tiêu chí là sổ xuống, chọn là multi là làm đậm màu. Ok, đẩy lên trên một tẹo. Đấy, mình phải làm từng tí một để lên cái này. Thì các bạn có thấy rằng là cái sản phẩm này của thầy nó có một độ đậm không? Thì nó sẽ đứng chắc hơn. Ok, thầy sẽ kéo đối tượng này sang bên này để cho vào đúng cái nắp đúng không? Cái nắp ở chỗ này đúng không? Nhưng cái nắp này nó bị to quá, thầy sẽ phải thu nhỏ lại. Cái nắp nó không biết to tầm nào. Và cái này nó bị làm sao? Nó bị lên trên hay xuống dưới đấy ạ? Cho xuống dưới một layer bằng Ctrl hoặc vuông bên tay trái. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của thầy không ạ? Và Ctrl T để thầy bẹp ép nó lại một tí để cho nó có độ đậm. Cái này nếu đậm quá bạn ấn số 5 cho tôi. Nhìn nha, số 8 cho tôi. Đây. Rồi tiếp theo tôi lại kéo sang một cái cuối cùng nữa này, là chính là cái này. Rồi Ctrl T kéo dạt ra sang bên này một tí. Rồi đẩy xuống đây. Và lúc này tôi sẽ tăng cái giá trị này 100% thì bạn sẽ nhìn thấy chưa. Rồi sau khi làm xong thì bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái độ đậm nhất định để cho một cái thiết kế của chúng ta đứng được. Đấy, tạm như này đã. Đấy, ghép một cái đối tượng hình. Thì tại vì có nhiều người bán mỹ phẩm là bán luôn cái hình ảnh của sản phẩm đấy. Người ta làm poster bộ ba quyền lực cho việc làm trắng da. Được chưa? Thì sau này chúng ta quảng cáo đấy là việc của chúng ta thôi. Rồi tiếp theo nhá. Lúc này sau khi làm xong thì bây giờ nó lại xảy đến vấn đề là ánh sáng chiếu ở đâu vào. Ví dụ ánh sáng chiếu từ bên này sang bên này. Sang bên này thì cái này phải có bóng. Vậy là bóng của ánh sáng chiếu vào thì em có thấy là người nó phải có bóng ở bên đằng sau. Ok, thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn là bóng theo ánh sáng chủ định. Các bạn ghi đi. Cách tạo ánh sáng chủ định như sau.
tạo ánh sáng. Cách tạo ánh sáng chủ định theo hướng của đối tượng. Nào đi. Nào, chuột thoải chọn vào đây. Có nhìn thấy cái này chưa? Chọn đúng này rồi. Nha, giữ này để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào ảnh thu nhỏ. Có đúng không? Nhìn này chưa? Bước thứ hai, sau khi đã có vùng chọn xong, tôi lập ra một layer mới. Sau khi đã có layer mới thì các bạn nhớ một điều rằng tôi có thể đổ một cái màu được, nhưng mà các bạn phải tư duy rằng nếu làm bóng thì nó phải nhòe. Mà nhòe thì các bạn có công cụ với tôi là có phải là dùng Shift F6 là làm mềm không ạ? Và tôi đặt rơi tầm 7 như này được chưa? Và tôi bắt đầu đổ màu này, anten này. Các bạn có nhìn thấy cái bóng của tôi nó hơi nhòe ra như này không ạ? Và cái bóng này nằm trên hay nằm dưới? Đang nằm dưới, tròn dưới bằng Ctrl hoặc vuông. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl T để tôi hạ cái góc tâm này xuống dưới để nó ra bóng đổ. Nhưng lúc này hạ tâm góc bóng đổ thì các bạn có nhìn thấy điều gì xảy ra không ạ? Không thấy, bởi vì nó trùng với nền đúng không? Màu giống nhau không ạ? Nhưng chúng ta đã được học một tiêu chí, đó là gì? Sổ xuống chọn vào Multi thì có phải đậm đậm màu này không ạ? Nha, thì đây là cái giá trị để chúng ta làm thôi. Nào, sau khi tôi đã có bóng đổ xong, tôi đẩy cái bóng đổ lên trên một tí nữa, tôi dịch sang trái một tí nữa, được không ạ? Và cái bóng này tôi tập là số 6%, 60%. Bóng thì người ta có nguyên tắc là gần thì rõ, xa thì mờ. Lúc này tôi dùng công cụ M, tôi quét qua như này, được không ạ? Nếu tôi ấn nút xóa đi, các bạn sẽ thấy nó rất là cứng, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta vẫn là dùng cái vùng chọn để làm mềm, Shift F6. Tôi đặt là 50%, thì các bạn sẽ thấy là xóa nó sẽ được nhanh. Và các bạn đã có một cái bóng đổ của đối tượng. Ok, nhìn cái bóng đổ này chưa? Đấy, cách làm bóng đổ nó sẽ như vậy. Vậy thì cái này có bóng đổ không thì chúng ta cũng có thể làm cái này được. Nhìn này, giữ Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Nập ra một layer mới và lại dùng Shift F6. Đặt là 10. Tôi đổ màu. Nhìn thấy đổ màu chưa? Cái này tôi sẽ chọn Multi luôn trước đi, được chưa? Nào, cái này phải nằm trên hay nằm dưới? Xuống dưới chưa? Ctrl T và bẻ góc này ra một góc đúng song song với chiều bên kia. Nhìn thấy không ạ? Sau khi làm xong, tôi sẽ ấn vào Enter. Bóng của tôi đang hơi đậm. Lúc này người ta ấn vào số 6, opacity, nhìn chỗ này chưa? Thì bạn sẽ nhìn lên tôi còn tả được cái chiều ánh sáng của đối tượng đó. Đấy, có nghĩa là một đối tượng mình đưa ra mình phải làm thật là đẹp nhất có thể. Rồi, xong chưa? Thế giờ các bạn có thấy nó có không gian không ạ? Bắt đầu nó có không gian rồi. Tiếp tục. Bây giờ tôi muốn là cái đoạn này nó phải có một cái đường cua tròn để các bạn khẳng định giữa trước và sau của tôi, thì tôi sẽ dùng cái tiêu chí nhá, nhìn này. Tôi sẽ dùng cái công cụ M, bạn muốn làm đậm rất dễ, chọn vào hình tròn. Cua qua một đường như này. Để nó giống như đường chân trời đi em. Cái mặt bàn hoặc là cái gì đó cho nó đẹp, màu đẹp rồi. Lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chọn xuống chính cái bách cái đào dưới này không ạ? Và tôi nhân bản thì có phải tôi được cái này không em? Thử nhá, Ctrl Z. Và sau khi Ctrl Z xong thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Đây, nhìn này, kéo xuống dưới cùng này, chọn vào bách cái đào Ctrl Z này. Thì sau khi Ctrl Z xong thì tôi sẽ chọn chuột phải, tôi chọn vào Multi thì có phải nó cho nó đậm màu chỗ này không? Nó giống như cái mặt bàn đấy em. Nhưng cái mặt bàn này nó khá là đậm, nên là chính vậy người ta có thể giảm cái fill này xuống để cho nó bớt đậm đi. Các bạn có thấy là nó có hình chưa? Có giống đường chân trời không ạ? Đấy, những cái sản phẩm các bạn sẽ bắt gặp những cái này nó ở đâu đó trong những cái bán về mỹ phẩm, và chúng ta vẫn có thể làm được như bình thường. Chúng ta làm được chứ không phải là không làm được nhé. Và bảo thầy ơi, nhưng mà em muốn là nó chỉ hơi đậm chỗ này thôi, còn chỗ này nó phải nhạt đi dần. Ok, vậy thì các bạn đã biết cách làm về vùng chọn rồi, tôi sẽ vẽ ra tầm này được không ạ? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi vẫn đang ở trên một cái background, đó là cái gì ạ? Chính là cái lớp nền dưới này chỗ này đúng không? Nếu tôi ấn xóa nhảy thì cũng phải cứng không? Có đúng chưa? Thì bây giờ tôi làm mềm trước khi tôi xóa, Shift F6, tôi đặt là khoảng 30-40% gì đấy. Bây giờ tôi xóa như này, các bạn sẽ thấy là nhìn thấy nhá, chỗ này đậm nhưng chỗ này sáng. Để thể hiện được cái tiêu chí của tôi đã.
Rồi xong. Tiếp theo. Bây giờ để muốn cho nó bắt mắt hơn một độ nữa thì có phải là cái hình ở trên nó có như này rồi, ánh sáng căn cho nó. Chúng ta sẽ chọn đến thư viện ảnh, chúng ta chọn đến background. Tôi sẽ xử lý cho các bạn theo những cái công đoạn. Ví dụ tôi chọn một texture, tôi sẽ làm ánh nắng mặt trời chiếu vào. Ở đây có một cái nữa. Đây là những cái vật dụng mà rất là đơn giản của các bạn nhìn thấy này chưa? Để muốn đưa cái này sang, tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang bên file thiết kế thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Cho lên trên tất cả nhá. Nhìn thấy không ạ? Cái ánh nắng thì bao giờ cũng phải làm sao phải chiếu từ chiếu chéo chéo nhảy thì nó mới chuẩn được. Cái nắng phải rộng nó một tí nhảy được nhảy được không ạ? Và cái này có thể xuôi giống một tí nhảy được không ạ? Được chưa? Trong Photoshop nó có một cái nó hơi điêu ở chỗ là nó làm được cái ánh nắng chiếu vào, có nghĩa là chiếu vào bên này tán lá này. Ok thì tôi sổ xuống, tôi chọn vào Canon đó là giá trị khung hình từ đây cho đến đây là gọi là làm sáng ảnh. Nhưng những cái gì liên quan đến Canon thì nó sẽ làm cho những cái màu ở dưới nó sẽ rực lên, nó cảm giác là ánh nắng chiếu vào thật. Nhìn thấy cái này một cái chưa? Nhìn thấy cái này chưa? Tôi có một cái rồi, tôi ấn vào Ctrl Z lần thứ hai, các bạn nhìn này, tôi sẽ có được cái thứ hai. Ok, nhìn cái này không ạ? Nhân bản làm 2 thì tăng cường độ lên. Ctrl Z lần thứ 3 thì sẽ tăng lên lần tiếp theo nữa. Ok, mục tiêu của chúng ta là để làm cho nó đẹp thôi. Mà đẹp đấy là giá trị trên rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tôi đang làm chưa? Làm ánh nắng chiếu vào xuyên qua hay như thế nào đó để chúng ta có thể làm cách này. Và sau khi làm xong này thì bạn sẽ đặt cho tôi một cái chữ Mocha vào đây. Là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc một cái sản phẩm về mỹ phẩm rồi. Ctrl O. À, chúng ta sẽ đặt một cái thư viện ảnh, chúng ta sẽ chọn vào một cái mỹ phẩm. Chúng ta đặt Mocha và chúng ta sẽ kéo xuống thì chúng ta sẽ có Mocha thật. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Lúc này sau sang bên này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V thì cái logo tôi rất là to nên chính vậy tôi thu nhỏ lại. Và tôi đặt đúng vị trí ở phần phía trên cùng. Ví dụ như này. Rồi. À, bây giờ nếu mà nó bị khó nhìn như này thì người ta có một cách là khóa nền. Còn nhớ khóa nền không ạ? Đổ một cái màu đó là tôi có thể chọn tông tím nhưng mà tím sáng đậm nhài. And then. Ok, nhìn này chưa? Và với cách như này thì tôi đã nói cho ví dụ nếu mà đặt như này không được thì chúng ta sẽ đặt sang tay trái để có một cái thương hiệu chúng ta không nhất thiết phải cắt giữa nữa. Đặt như này để cho nó rõ hơn thì cái mocha của mình tốt hơn. Thì đây cũng chỉ là cái phương pháp để làm ra một cái bản thiết kế dành cho một cái mỹ phẩm, một cái sản phẩm rồi. Ok, cái này bạn không thích nhá, bạn này xóa đi. Cái này không thích xóa đi. Cái này không thích xóa đi. Như thầy đã nói với em rồi là có những cái biểu tượng sao xa nó cũng rất là đẹp luôn. Đây cũng là tiêu chí này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy sang bên file thiết kế thì chúng ta lại ấn vào Ctrl V. Thì đây tôi đặt ở đúng vị trí này đúng không? Cái biểu tượng này là bằng kiểu gì? Tôi sổ xuống, tôi chọn vào color nhé, color này. Đây đúng không? Đặt những tâm tâm sáng nhảy. Cái này không được, tôi lại xóa đi. Ctrl O chúng ta chọn lại những cái background còn lại. Ví dụ thư viện này. Thư viện này. Background. À, tôi sẽ chọn vào phần texture, tôi sẽ kéo xuống. Đây, cái này tung tóe này thì chắc chắn đặt giữa này ngon. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép. Chuột phải chọn vào đây, chọn lên trên cùng nhá. Ctrl V. Ảnh to quá. Ctrl T, thu nhỏ lại. Đấy, các bạn nhìn này chưa? Sau khi đã có xong này tôi dùng hòa trộn này. Một là các bạn dùng Canadoc là làm cho nó nhìn thấy ánh sáng chưa? Em có thấy những hạt sao xa nó bay như này không? Và tất nhiên nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như nếu mà em muốn mà cho nó bớt cái cường độ này đi một tí thì tôi giảm cái fill xuống. Như này có hạt nhưng mà ít thôi. Yeah, nó vẫn đẹp, vẫn ok là được rồi. Đấy thì cách thức làm các bạn biết không? Bạn có thể đặt tâm sáng sang bên này được. Nha. Yeah.
Và lúc này thì chúng ta bắt buộc phải cho logo lên phía trên, bởi vì không thì nó sẽ bị phát quang logo. Thì logo tôi muốn là đặt như này. Ok, các bạn hiểu cái cách làm chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi thực hiện thao tác. Đầu tiên là gì ạ? Là cắt hình. Các bạn nhớ nha, cắt hình, tạo bố cục. Thì tôi sẽ vào cái nhóm của chúng ta và tôi sẽ gửi những cái sản phẩm lên cho các bạn. Các bạn cắt này, gửi cái này xong rồi các bạn làm cho tôi một cái như này, gửi luôn nha.